Tina kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, Tina xin được hân hạnh chia sẻ cùng quý vị và các bạn cách làm tỏi ngâm giấm. Tỏi ngâm giấm giúp nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, phòng được bệnh cảm cúm, bệnh tim mạch, đau khớp, làm chậm quá trình não hóa. Tỏi ngâm giấm giúp món ăn thêm thơm ngon. Để làm tỏi ngâm giấm thì trước hết đó, mình cần có giấm. Ở đây mình dùng giấm gạo khoảng 400ml hoặc là giấm trắng cũng được nha các bạn. Rồi mình cần thêm tỏi. Tỏi này mình rửa thật là sạch. Rồi mình lột ra. Mình lột ra vậy nè. Mình cần khoảng 300g tỏi. Bây giờ mình cắt cái đầu đen này đi. Cái này là cái rễ đó các bạn. Cái phần dưới của cái củ tỏi đó, cắt bỏ đi cho nó sạch. Bây giờ các bạn quan sát mình làm nha. Sau khi cắt hết gốc tỏi bỏ đi, rồi mình cho tỏi vào cái tô khác. Tỏi này tỏi già, tỏi càng già càng tốt nha các bạn. Bây giờ mình cho vào đây nửa muỗng canh muối. Rồi mình trộn lên. Trộn xong đó rồi mình để đó khoảng 20 phút. Nếu mà các bạn ngại lọc tỏi á thì các bạn có thể vào siêu thị Mỹ mua những cái loại tỏi mà người ta lọc sẵn cũng được. Chợ Hàn Quốc cũng có bán nữa các bạn. Bây giờ mình cho nước sôi vào. Cho đầy ngập luôn. Cho nước sôi vào xong thì mình ngâm tỏi vào nước sôi khoảng 20 phút nữa ha. Mình ngâm cho đến khi nước nó nguội là được. Các bạn nhớ quậy đều lên nha. Cho muối nó tan ra. Cái tỏi ngâm giấm này ăn rất là ngon. Nếu như mình ăn bánh tét hay là mình ăn thịt kho, những cái món ăn nào mà nó hay ngán đó, thì mình ăn cái tỏi ngâm giấm này nó cũng đỡ ngán. Nó cũng ngang với củ kiệu. Giờ mình ngâm tỏi ra được 20 phút rồi. Mình sẽ vớt cái tỏi này ra cái rổ. Rồi mình để cho thật là ráo. Các bạn mà mua được tỏi già càng tốt. Nó không có bị xanh. Mà nếu mà có bị xanh á, mình ăn cũng không có sao hết các bạn. Ở trong tỏi nó có chất kháng khuẩn, kháng virus, kháng viêm. Cho nên lúc này là lúc mình nên ăn tỏi để phòng các bệnh cảm cúm. Nhất là cái dịch cảm cúm Vũ Hán hiện nay đó các bạn. Sau khi tỏi nó ráo thì mình bỏ hết tỏi vào keo. Nếu mà các bạn làm tỏi nhiều thì lựa những cái keo to hơn. Ở đây mình làm vừa đủ ăn thôi. Cái keo này nó chứa 300g tỏi với lại 400ml giấm là vừa rồi. Làm ăn hết rồi mình làm tiếp. Giấm gạo nè các bạn. Nếu mà các bạn không có giấm gạo thì các bạn dùng giấm trắng thường cũng được. Bây giờ mình sẽ chế hết giấm vào đây. Mình chế cho ngập luôn ha các bạn. Đậy nắp lại. Rồi mình làm xong rồi nè. Đây là một cái hũ tỏi ngâm giấm rất là ngon. Mình để khoảng 1 tuần lễ là mình dùng được. Ăn nó có vị chua chua, the the. Ăn tỏi nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, phòng được cái bệnh cảm cúm, nhất là cái bệnh cảm cúm Vũ Hán đó các bạn. Không có thuốc trị. Cho nên cách tốt nhất là mình phải nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Mặc dù ăn tỏi rất là tốt, nhưng mà mình không có nên lạm dụng. Mình ăn số lượng vừa phải mà thôi. Những người mà đang mang thai, cho con bú, hoặc là những người có vấn đề về sức khỏe
thì nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Và bây giờ thì Na xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hy vọng cái món tỏi ngâm giấm này giúp các bạn tăng hệ miễn dịch để phòng chống lại cái bệnh cảm cúm, nhất là cái bệnh cảm cúm Vũ Hán hiện nay.